các bạn. Mình xin hướng dẫn các bạn cách vệ sinh thau điếu sạch cả đồng. Đây là chiếc điếu của chồng mình đã. Bây giờ chồng đi vắng, mình thau vệ sinh rửa cho sạch sẽ để chồng về có thể dùng được hàng ngày ạ. Mình dùng lông vịt đây này, mình rửa vào. Mình phải dùng bằng lông vịt hoặc lông gà đấy. Mình thấy sao mình làm như vậy đó.
Các bạn nó xét xử các bạn ạ. Xin chào các bạn, mình hẹn gặp lại.